Hi, today I'm review KA2. Những chiếc hộp đen Black Box. Những con cừu đen Black Sheep. Những trụ cột gia đình Breadwinners. Những chiếc răng đen Black Teeth. Những chiếc tất hồng Pink Shark. Những con bồ câu trắng White Dervish. Các đại ca Big Brass. Những con dê chậm Snow Rose. Những con hổ trắng to Big White Tigers. Những con gấu bông đen Black Teddy Bears. Những con ngựa vằn nhanh Quick Zebras. Thank you, listen to me.